Thời gian qua, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là địa phương đi đầu trong việc không còn tình trạng đốt rác ở các bãi rác tập trung tại tỉnh Hải Dương. Tại Hải Dương, huyện Nam Sách đã triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường. Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, việc phân loại rác thải của người dân trên địa bàn huyện Nam Sách đã đi vào nền nếp. Xã mình là có được tiên tiến là đã có thay đổi ý kiến là không đốt rác nữa. Từ ngày không đốt rác nữa thì rất an toàn. Không, nếu mà đốt rác vào nhà coi là đêm mà đắp chăn kín mà vẫn mùi. Mà từ ngày coi là xã thay đổi ý kiến là quá tuyệt vời luôn. Mà coi là không khí trong lành luôn. Qua cái triển khai thực hiện thì đã được toàn thể nhân dân là hưởng ứng rất cao và 100% là thực hiện cái phân loại rác thải tại hộ gia đình và vận chuyển rác vô cơ về cái rác tập trung của xã, còn rác hữu cơ thì đưa vào cái bể của rác để rác phân vi sinh và để tạo thành phân bón để bón cho cây trồng. Ước tính trên địa bàn huyện Nam Sách từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến nay có trên 16.000 tấn rác thải sinh hoạt hữu cơ đã được phân loại xử lý tại hộ gia đình và tại các ô ủ tập trung. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đốt rác tại các bãi rác tập trung đã không còn. Các địa phương cũng chỉ đạo đoàn thể duy trì các hoạt động bảo vệ môi trường. Thế thì các hộ gia đình thì ủy ban nhân xã cũng tuyên truyền vận động là sạch từ nhà ra ngõ, có nghĩa là trước tiên là sạch từ nhà mình, phân loại rác thải tốt. Thế và ở những cái đoạn đường xóm của mình, thế cùng các xóm cũng là thực hiện tốt cái việc là đồng loạt là chọn những cái ngày. Thường thường ủy ban nhân xã là sẽ phát động vào ngày thứ bảy tuần đầu tiên của tháng là sẽ tổng dọn vệ sinh ở trên địa bàn toàn xã. Thế còn các tuyến đường của xóm, thế thì các hộ gia đình sẽ chủ động là thường xuyên là dọn dẹp khi mà xảy ra cái vấn đề bẩn về vệ sinh môi trường. Với mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bằng nhiều giải pháp, huyện Nam Sách đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và người dân nhằm xây dựng cảnh quan không gian nông thôn sáng xanh, sạch đẹp và an toàn. Ngày 15 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình Ngày không tiền mặt năm 2024, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức cuộc giao lưu với bà Lê Thị Thúy Sen, vụ trưởng vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tác giả của cuốn Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền, cuốn truyện tranh đầu tiên về kiến thức tài chính cho gia đình Việt. Cuốn sách Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền của tác giả Lê Thị Thúy Sen được thể hiện dưới dạng truyện tranh, mang lại nhiều điều bổ ích cho thế hệ trẻ Việt Nam thông qua những nhân vật, những câu chuyện hấp dẫn và dễ hiểu. Thông qua những câu chuyện giản dị thường gặp trong đời sống hàng ngày của mọi gia đình, kiến thức tài chính được truyền tải theo các chủ đề như tiền là gì, lạm phát là gì, tìm hiểu cổ phiếu, trái phiếu, những điều cần biết khi sở hữu tài khoản tiết kiệm và nhiều chủ đề khác. Tại buổi workshop, tác giả cuốn sách truyền tải kiến thức đến bạn đọc, hiểu biết về tiền cũng như nâng cao hiểu biết khi sử dụng tiền. Workshop mang đến cho đông đảo người tham dự những câu chuyện hay về cách sử dụng tiền an toàn, tránh những cạm bẫy của tiền bạc.